đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến thăm tặng quà người có công tại phường Thanh Sơn, Bắc Sơn và Trương Vương. Tại phường Thanh Sơn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Nghi, thân nhân liệt sĩ Lê Văn Lương. Tại phường Trương Vương, đồng chí thăm tặng quà ông Nguyễn Xuân Quân và ông Nguyễn Văn Nên, cán bộ tiền khởi nghĩa. Tại phường Bắc Sơn, đồng chí đến thăm tặng quà thương binh Hoàng Văn Mận, thương binh Nguyễn Xuân Quỹ. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, thành phố và các xã phường sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo cả về vật chất và tinh thần, thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng bày tỏ mong muốn mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Nghi, cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, thân nhân liệt sĩ giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia xây dựng thành phố ngày một giàu đẹp văn minh.